Nhật Cường xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Hôm nay Nhật Cường ghé thăm downtown Atlanta là thủ phủ tiểu bang của Georgia, cũng là thành phố đang phát triển mạnh nhất là sau Thế vận hội được tổ chức tại đây năm 1996. Người Việt ở đây phần đông là từ các tiểu bang khác dọn sang như ở Cali, Texas, vì nơi đây có nhiều công ăn việc làm tốt, giá nhà lại rẻ và nhà bự, đặc biệt khí hậu rất là ôn hòa, rất là tuyệt vời. Đi qua đây cũng vắng, tuyệt vời, thoải mái, nhưng có cái buồn cho vợ chồng cò không qua đây được. Nói tức cò coi xong các cò tức dữ. Mong muốn cái điều đó là gì? Nhận cái phòng. Ước mơ, cũng nghĩ là ước mơ. Thôi thì hai bạn cũng ráng chịu đựng nha. Thì rồi cũng hứa hẹn là năm nay là qua là đi nè, xuống đây nè. Đi đúng không? Nếu mà không có dịch bệnh là đi chung với anh Cường qua đây xuyên luôn rồi. Wow, đường tầm quá trời đã đẹp. Chắc nha, xéo xéo đủ tầm. Quá đẹp. Dược của Mỹ là nhiều nhất. Nó chạy là 101, 102 rồi. Chạy dữ lắm á. Chạy chạy như mình kêu là 101 rồi nè. Thấy đơn giản không? Đào thao hát đất ta. Anh ta còn là nơi sinh ra tác phẩm Cuốn Theo Chiều Gió, là cũng là nơi đầu tiên phát minh ra Coca-Cola, một thức uống ngày nay phổ biến khắp thế giới. Đặc biệt, Atlanta được liên bang chọn là nơi đặt tổng hành dinh để nghiên cứu về thuốc men và bệnh tật. Ở đây có nhiều điểm du lịch rất là thú vị, còn về mặt kinh tế thì miễn bàn. Đây không có động đất nên xây các nhà cao tầng cao ngất ngưỡng kiểu cách châu Âu rất đẹp, cửa kính xanh mái chớp nhọn. Ra đường này hay bị kẹt xe chỗ này. Đấy, ta đi xe đi. Kẹt xe. Đây là mình đi Việt Nam là mình bay sân bay này bay thẳng đúng không? Bay thẳng. Korea. Đại hàng. Nhật. Nhiều hãng Nhật. Mình ở mấy thành phố vậy nó khỏe, còn có nhiều người phải bay 2-3 chuyến. Bây giờ này là 2 giờ chiều, đông. International. Đây là ngọn đuốc Olympic năm 1996 tại Atlanta, USA. Phía xa xa đó là tòa nhà triển lãm về sự đấu tranh nhân quyền của người da màu. Một lát nữa anh em chúng tôi sẽ ghé vào đó thăm và xem và chụp hình để lại kỷ niệm. Bây giờ là mùa dịch cho nên đi tham quan Đà Sinen họ không cho tham quan. Anh Google cho chúng tôi biết Đà Sinen được công ty Tetro thành lập năm 1980. Sau khi đưa bắt Sinen là kênh truyền hình đầu tiên cung cấp tin tức 24 giờ và là kênh truyền hình chỉ phát tin tức đầu tiên ở Hoa Kỳ. Đài Sinen phát sóng trên 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, tóm lại gần như cả thế giới. Stefan Marina là mấy đứa nổi tiếng về đây không? Gặp hết. Sân vận động Messi. Và bây giờ anh em chúng tôi dạo quanh sân vận động nổi tiếng Atlanta và cả nước Mỹ. Đây là sân vận động Mercedes-Benz. Đây là sân vận động bầu dục lớn nhất nước Mỹ, có sức chứa là 71.000.
được mở rộng lên tới 83.000. Về bóng đá thì có 42.500 cho hai tầng. Hiện nay thì nhà điều hành là tập đoàn thể thao và giải trí là IMB. Về xây dựng, khởi công ngày 19 tháng 5 2014, còn khánh thành là ngày 26 tháng 8 2017. Chi phí xây dựng cái sân này là 1,6 tỷ đô la. Rất tiếc là mùa dịch sân đóng cửa, chứ không là anh em chúng tôi đã mua vé vào đây tham quan rồi. Đang đứng trước sân bóng Siemens của sân vận động hiện đại nhất nước Mỹ. Bây giờ anh em chúng tôi kiếm bãi đậu xe rồi đi bộ tham quan một số nơi ở khu downtown này để quay cận cảnh và chi tiết hơn. 20 phút, 40 phút, 4 đồng, 9 đồng early bird special, đó tùy mình thôi. Giờ cứ nhấn nút thôi. Đây là tòa nhà khách sạn cao 73 tầng, phía trên chớp là nhà hàng có xoay. Chúng ta được nhìn thấy xung quanh downtown Atlanta. Theo như thông tin truyền miệng cho biết thì trên nhà hàng này lúc đó xảy ra một vụ tai nạn chết người, đến bây giờ nhà hàng không cho xoay nữa. Ủa, bây giờ mình tới đâu rồi Hiếu? Aquarium Center, hồ cá lớn nhất nước Mỹ. Hồ cá lớn nhất nước Mỹ hả? Nhưng mà chắc mùa dịch này, tình hình này là không có bán vé rồi, chúng ta ở ngoài tham quan thôi. Muốn biết chi tiết tới gần đó chụp hình. Ngoài cái hồ cá ở đây gần gần mình cũng thấy là Coca-Cola đúng không? Đây Coca-Cola. Đừng vô. À, đừng vô tắm vô Coca-Cola để tham quan. Tôi tham quan Coca-Cola ở đây hả? Đây, rồi ngoài Coca-Cola ở đây thì nó gần đây là có cái gì nữa? Coca-Cola. Bên kia là có gì? Hồ cá. Vậy là xong này đâu mới đây mới đi đây gần luôn. Dạ, rồi. Ta gửi xe để ta đi vòng vòng đây là cũng gần hết khu downtown rồi đó. Đây là đây. Tiếp tục. Đây, Coca-Cola nhé. Ồ, cái nắp Coca-Cola lớn nhé. Ồ, công ty cũng đóng cửa không cho tham quan luôn. Đây nè, đó. Quá đẹp. Ta có thể đứng đây ta làm một bộ kỷ niệm về cái nắp Coca-Cola.
Dạ, mấy anh em mình ba người làm ba chiếc này đi được á ha. Hiếu, bạn thấy sao? Ba người làm ba chiếc không? Xe đã rồi. Ha, được à. Con nó phải đi theo nó. Ồ, nó chụp hình nữa kìa ha. Tại tụi nó dắt nữa. Đúng rồi. Rồi, lên sóng, chụp tấm hình nha. Xong rồi quay sao? Ok, 2, 3. Oh, okay. Okay, my friend. Okay. Yes, okay. Thank you. But the world of Coke is phenomenal. I do love it, but generally COVID has definitely taken its toll on everything going on in the city, so they've abbreviated some of the experience. They've cut out the 4D movie, which in my opinion needs to go. Đúng không nhà phụ? Anh ấy cũng là hướng dẫn viên du lịch đúng không? Hướng dẫn rồi, nó cho mướn xe rồi nó phải cho hướng dẫn, nó dắt mình đi. À, nó chỉ mình sử dụng mà chở mình đi, nó chỉ okay. Đường đi của nó. Đây là nhà triển lãm đấu tranh nhân quyền của người da bảo. Bây giờ anh em chúng tôi vào đây tham quan. Giờ mình vô đâu đây? Để mình hỏi nha. Vô cái này là cái gì đây? Civil War and what? American Civil Rights Movement. Hello. Great to get. There's just a one-way route through the building these days because of COVID. So you'll begin here in the American Civil Rights Gallery. You'll see there's only one way to go once you get in. You'll wind your way up through the mezzanine and enter the Global Human Rights Gallery on that end. You'll exit those galleries right up here. Then just come on down the stairs and across the lobby, and at the foot of those stairs, you'll find the last gallery, the Morehouse King Collection, along with the gift shop and the exit. So, whenever you're ready, thank you all for coming. Good afternoon. Hey, welcome to the era of segregation. This is the time that was about supposedly separate but equal, but of course it was not. A time when African Americans and also white Americans separately, and that was the way according to the law. Từ từ sao mà thoát khỏi nô lệ rồi đó. Mỹ Lan á. Sao? Kè bóng chữ white bên đây là chữ da trắng, bên đây chữ da màu ha. Để color. Nó có để màu bên đây chữ màu. Đó, chữ trắng đó. Da trắng là không có no teaching, no teacher teaching white and color for it in the same. Họ không có được học chung một trường. Hai cái loại đó không có, hai người trắng và người da màu không có được học chung một trường. Không bị chủng tộc hả? Đi học không phân biệt chủng tộc phải được chưa? Rồi đi xe cũng vậy nữa, là những cái xe mà chở tổng cộng á là không có mà đường họ không có được đi chung, da trắng với da màu không được quyền đi chung luôn nữa. Như da trắng, da trắng và da đen. A good friend of mine in Alabama here last April was taken out by the KKK and beaten on a tree. Reverend Lawson spent 3 years in India as a Methodist missionary. I'm glad to report to you that the official count is that we have over 200,000. Nói về vấn đề mở đầu người da đen đứng lên mà để mà bắt đầu giành nhân quyền đó. Tất cả mọi người tới Washington DC mình nè. Có hai bên đang chiến tranh giành nhân quyền. We will not slow down. We
the more important thing to say a prayer for our own country. Sưu tầm được cổ tới đây rồi. Này chết rồi. Bị bắn chết. Áp sát hả? Others are charged fees for transportation, housing, meals, or tools, enormous debts that they are told they must work to pay off. You might wonder why they don't just tell the police. Victims are often afraid to tell the police.
chiếc tàu điện này sẽ chở chúng ta tới phi trường và đã tham quan khu đào tạo Atlanta. Giờ là lúc xin nói lời tạm biệt, chia tay. Và chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc. Không quên cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Nhật Cường trên kênh YouTube Cười Để Nhớ. Và mong quý vị luôn subscribe, theo dõi, đăng ký kênh nha, để xem những clip mới. Xin chân thành cảm ơn.